Hi Thúy, chào tất cả các bạn đã đến với kênh Thúy Long An Vlog. Hôm nay Thúy sẽ vào bếp để đổi cái khẩu vị gia đình trong bữa cơm của Thúy ha. Thúy sẽ chia sẻ với các bạn luôn là cái món gà kho gừng rất là ngon luôn. Cái vị gà kho gừng thì nó hơi cay cay mùi gừng nè. Cái miếng thịt gà thì cái màu của nghệ nè, rất là ngon, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Ăn với cơm là coi như là rất là bắt cơm luôn á. Thúy sẽ chan một tí xí nước sốt vô nè. Đó, rất là tuyệt vời. Món này rất dễ làm và rất là đơn giản luôn. Nếu các bạn thích thì cùng làm với Thúy nha, cùng vào bếp với Thúy nha. Đây nguyên liệu của Thúy để làm cái món gà kho gừng á. Thúy có chuẩn bị một con gà ta 1,2 kg. Đó, Thúy đã sơ chế sạch sẽ muối, chà muối, chanh sạch sẽ. Giờ mình sẽ để đây chút xí, mình sẽ làm cái món gà kho gừng. Đó, đây là nguyên liệu kèm theo là Thúy sử dụng 100g gừng. Đó, Thúy đã gọt vỏ sạch sẽ rồi. Củ hành tím Thúy sử dụng khoảng 4-5 củ, và 2 tép tỏi và 2 trái ớt. Nếu mà các bạn không có ăn cay thì có thể sử dụng cái ớt sừng không cay ha. Còn ở đây Thúy thích ăn cay cho nên Thúy sử dụng ớt hiểm. Rồi mình sẽ chặt gà ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ chặt gà ra. Đó, gà thì mình cắt như vậy. Đó, các cái khớp của gà, cái cánh của gà nè. Đó, mình chỉ cắt ngay cái khớp là mình sẽ dễ đứt ra lắm. Đó, cái đùi cũng vậy. Cái đùi bên đây cũng vậy. Miếng hơi to chút xíu mình kho nó săn lại là vừa. Đó, và cái xương lưng cũng vậy. Đó, thịt gà thì đã chặt xong, cho vào đây. Mình sẽ cho gia vị vào nha. Đó, gừng thì cũng đã sắc rồi nè, và Thúy sắc hơn phân nửa sợi sợi, còn ít lại thì Thúy sẽ băm nhuyễn nè. Thúy đã băm nhuyễn rồi nè. Còn này là củ hành Thúy cũng băm nhuyễn luôn, tỏi băm nhuyễn luôn. Giờ Thúy cho mỗi thứ một nửa vào để mình ướp nha. Củ hành cũng hơn nửa luôn, gừng băm. Bây giờ Thúy sẽ ướp gia vị nha. Nè, nước mắm Thúy sử dụng 4 muỗng cho một con gà 1,2 kg, là nó sẽ vừa mà nó sẽ mặn mặn, nó vừa vừa. Thúy sử dụng 4 muỗng nha. Hạt nêm Thúy sử dụng 1 muỗng canh. Bột ngọt thì sử dụng nửa muỗng cà phê. Đường cát thì sử dụng 1 muỗng canh. Bột nghệ thì sử dụng hơn nửa muỗng cà phê nha, để khi mà mình kho nó sẽ có cái màu rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Sẽ trộn đều lên là Thúy để khoảng 15 phút nha. Mình để khoảng 15 phút mình sẽ đem đi kho. Rồi bây giờ thịt gà của Thúy ướp đã được 15 phút rồi. Vậy giờ Thúy sẽ bắt bếp. Thúy sẽ bắt nồi lên bếp để Thúy kho ha. Đó, mình sẽ cho vào nồi là 2 muỗng cà phê dầu ăn. Rồi
khi dầu nóng lên là Thúy sẽ cho cái tỏi, lại củ hành với lại gừng hồi nãy mình băm nhuyễn á, mình sẽ phi cho vàng lên. Rồi Thúy sẽ cho thịt vào. Mình để lửa lớn nha các bạn. Mình để lửa lớn để cho thịt nó sẽ săn lại. Đến khi mình cho nước vào á, mình mới để lửa nhỏ riu riu để cho thịt nó chín. Đó, mình tiếp tục mình xào để mình coi coi cái thịt gà của mình đó, nó có săn lại chưa nè. Nó chưa có ra, nó chưa có ra mỡ nè. Thịt gà mình xào thì mình tiếp tục mình xào lên cho nó ra mỡ, nó săn lại và mình mới cho nước vào nha. Gà có thấy cái xào bây giờ nó ra mỡ rồi nè các bạn. Mình sẽ cho nước vào nha. Mình sẽ cho vào một chén nước, mình cho vào cái thau hồi nãy mình ướp á, mình cho vào nồi, mình tráng cái thau hồi nãy mình ướp gia vị á. Rồi bây giờ mình sẽ để lửa nhỏ nha, lửa riu riu thôi để cho gà mình nó sẽ sôi riu riu, nó sẽ thấm gia vị rồi nó chín, nó sẽ ngon hơn. Đó, các bạn nhìn miếng thịt gà hấp dẫn không? Thúy kho nãy giờ được 15 phút rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho, nó cũng sắp chín rồi, giờ mình sẽ cho gừng vào, gừng sắc sợi vào ha, và ớt. Đó, nước nó cũng sắc xuống rồi nè, nước nó sắc xuống, nó sánh lại rồi nè. Mình sẽ cho gừng vào, mình trộn đều lên, mình sẽ nêm nếm lại nha các bạn. Như gia vị hồi nãy thì để bao nhiêu đó thì tùy theo các vị gia đình mình có thể gia giảm ha, không quá chừng luôn á các bạn. Món này mà ăn là hồi sạch nồi cơm luôn á. Thúy cho gừng vào rồi, bây giờ Thúy sẽ nếm lại coi gia vị mình nó vừa chưa nha các bạn. Rất là vừa ăn luôn. Gà này của Thúy là 1,2 kg, mà Thúy như là 4 muỗng nước mắm với là bao nhiêu gia vị đó là thấy rất là vừa ăn luôn. Bây giờ để cho tròn vị hơn thì cho vào nửa muỗng canh rượu trắng nha các bạn. Đó, để cho cái nó sẽ dậy cái mùi thịt gà của mình, nó sẽ thơm hơn. Bí quyết là đây á nha các bạn. Mình cho thêm một tí xí rượu trắng, vậy là cái món thịt gà kho gừng của mình nó rất là ngon luôn. Bây giờ Thúy sẽ tắt bếp và dọn ra ăn thôi nha các bạn. Rất là thơm luôn. Rồi, cái món thịt gà kho gừng Thúy đã múc ra dĩa rồi nè, để dọn cơm. Thúy mời các bạn cùng thưởng thức cái món thịt gà kho gừng để ăn với cơm cùng Thúy ha. Thúy đã chan một miếng nước sốt nè. Bây giờ Thúy sẽ ăn một miếng thịt gà, coi nêu cái cảm nhận với các bạn nha. Rất là ngon luôn. Nó có cái vị đặc trưng của gừng nè. Và cái màu thịt gà, mình có bỏ một chút xíu nghệ á, màu nó rất là nhìn bắt mắt và hấp dẫn. Đó, mình ăn một miếng gừng nó cay cay, rất là ngon luôn. Cái món này á, rất là dễ làm và rất là dễ ăn. Trong cái bữa cơm khẩu vị gia đình mình á, các bạn nên làm cái món gà kho gừng này để đổi khẩu vị gia đình của mình ha. Ăn với dưa leo kèm theo nè, rất là tuyệt vời luôn. Nếu mình không ăn dưa leo thì các bạn có thể là mình ăn với rau ghém, rau sống á, mình có thể là chấm vào cái nước sốt của nó, rất là tuyệt vời.
Thôi video của Thúy đến đây Thúy dừng ha. Thúy chúc các bạn vào bếp đổi khẩu vị gia đình của mình thật là ngon miệng ha. Thúy bye bye và tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại những video sau.